Thu à, anh nhớ em lắm. Nhận được bức thư cuối cùng của em đó, biết em đã bằng lòng, anh vội vàng thu xếp về đây ngay đó em. Thu ơi, ngồi trên phi cơ mà lòng anh rộn ràng nao nức. Bao kỷ niệm ngày thơ như chợt bừng tỉnh giấc, nắng bóng ước mơ xanh vào vô tận quá khung trời. Cái thở vô tư chưa biết đam mê hay đón đời chào mời. Mỗi độ hè xuân đưa nhau về quê ngoại, đôi bướm sao vườn hay tắm mát cạnh cầu ao. Mỗi ấy tâm hồn trong trắng làm sao để rồi khi xa biệt cô dân. Từng thương nhớ dệt ước mơ hồng để dâng tặng cho em. Anh đã nói lời chan chưa ở con tim, thì xin đón nhận nơi em câu trả lời chân thật. Thơ qua đi là chuỗi ngày tươi đẹp nhất, nhưng đến bây giờ khoảng cách đã vời xa. Kiều Thu à, bây giờ anh đã về bên em, mình sẽ xin phép cha mẹ cử hành hôn lễ, thì đâu còn khoảng cách nào ngăn cách giữa đôi ta, phải không em? Có, đó là khoảng cách của tình yêu. Giữa chúng ta không hề có tình yêu, hay nói đúng hơn là em không có yêu anh. Em không có yêu anh. Em nói dối. Tất cả những lời yêu thương chan chứa mà em gửi cho anh vẫn còn giữ đấy mà. Anh Trung, em xin lỗi anh, đó chỉ là một trò đùa của một cô con gái giàu sang quen thói kiêu kỳ, trò đùa của một trái tim ngạo mạn, chứ không hề có tình yêu ở trong đó. Trò đùa, trời ơi, trò đùa không phải bắt đầu từ lúc đó, mà chính xác hơn là nó được bắt đầu từ khi em có một tình yêu mới, có phải không? Có phải không? Anh Trung à, nhưng dù sao thì anh vẫn yêu em, và cũng vì em mà anh sẵn sàng chờ đợi. Anh Trung, Anh chỉ muốn em nhớ kỹ một điều: tình yêu chân thật là một tình yêu tự nguyện. Anh không hề muốn giành giật nó bằng thế lực bạc tiền. Anh sẽ chờ đợi em, và ước mơ cuối cùng của anh vẫn là muốn cho em được nhiều hạnh phúc. Chào em. Anh Trung. Trời ơi,
mấy bữa trước nghe con ca tân nhạc, bữa nay chuyển qua ca cải lương Hồ Quảng nữa. Bộ tính đi hát cải lương hay sao vậy? Cái giọng của cô mà ca hát cái nỗi gì má ơi. Chẳng qua là con mê cải lương nên hát bậy bạ cho đỡ buồn chứ tính toán gì đâu má. Nhưng mà có thấy con búa vội có đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Bắt chước chị Huyền đó. Trời ơi, con mê chị Huyền hát lắm. Chỗ nào mà có chị Huyền hát hả là con tranh thủ con đi coi liền. Trời ơi, con coi rồi cái tối về con còn đầm mơ thấy chị nữa má ơi. Hồi đó thằng Kha nó cũng hay dẫn má đi coi cải lương lắm. Nhưng mà má thấy người ta ra bộ hai cái tay vậy nè nè. Ai mà đưa mà tay lưng chừng lửng như con vậy? Trời ơi, tại má không biết đó chứ. Chị Huyền á hả, chỉ đưa tay tới đó thôi. Như vậy mới sang. Trời ơi, con mê cái bộ của chị lắm. Nói thì nói, con gái mà mê ca hát cứ trốn đi coi cải lương hoài á, coi chừng mai mốt ý chồng đó nghe con. Trời ơi, làm thuê ở mướn như con ai thèm đâu mà chồng con với má ơi. Nè, tại con nói vậy chứ mấy ngày đầu con tới đây á, phụ giúp cho má đó. Bà con ở trong xóm tưởng lầm con là vợ sắp cưới của thằng Kha. Chừng nghe má nói rõ ai cũng bu lấy má, mà nhờ má làm mai làm mối. Nè, con chịu không? Má nói giùm cho. Thôi má ơi, thời buổi này con thấy ở vậy mà còn sướng hơn á. Ngoài giờ làm việc ra hả, hễ mình muốn ăn thì cứ ăn, muốn ngủ thì cứ ngủ. Cuộc đời mình không ai làm chủ. Không giận hờn khỏi phải ghen tuông, không bị bỏ rơi hay phụ tình. Là con người ai khỏi chuyện yêu đương, nhất là cô gái đẹp như con. Má, tiếc là má đây có thằng Kha là con trai một, một đứa nữa thì má sẽ cưới con làm dâu. Nghĩ đến chồng con à, là con đã vắt đầu. Thôi con ở vậy sướng hơn. Rồi mai đây tuổi đã về chiều, con sẽ sống đời quạnh yêu. Chuyện đó con đâu có sợ. Mai mốt chị Thu làm dâu của má nè. Con là con gái nuôi của má nè. Con của chị Thu với anh Kha cũng là con của con. Mai mốt con với chị Thu về già đã có tuổi nó lo nè. Có gì đâu mà con sợ. Nói thì nghe dễ lắm. Mai mốt sống một mình tuổi thân, tối nằm ôm gối ôm mà không nghe. Con mà khóc. Trời ơi, mới mở mắt ra là con cười. Cười từ sáng cho tới lúc đi ngủ. Có khi giữa đêm hả, hai chị em nằm nói chuyện cái cười ré lên. Là ông chủ ông giật mình cũng là chói lói. Ông nói hai chị em con hả giống nhưng đời ơi cứ cười hoài. Nè con à, từ lúc con lui tới đây đến giờ đó, căn nhà của má như cũng vui hơn nữa. Nhiều khi về nhà không thấy con á, má bỗng nhớ cái tiếng cười của con một cách lạ lùng vậy đó. Đó, má thấy chưa, con vậy buồn sao nổi. Thôi, coi xong công việc thì lo chạy về đi. Để ông chủ của con à, ổng biết thì phiền phức lắm à. Má đừng có lo. Giờ này ổng đi làm ăn hả, tới tối mệt ổng mới về. Mà lỡ như ổng có về bất ngờ hả, thì đã có chị Thu che chở rồi. Trời ơi, có gì đâu mà má sợ. Vậy con ở nhà nha, má phải đi bán đây. Dạ. Trưa nay chắc thằng Kha nó không có về ăn cơm đâu, con khỏi nấu đó. Dạ, má cứ yên tâm mà đi bán đi, để con lo cho. À, này con à. Dạ. Thang thuốc nam của má thằng Kha nó phơi ở trên mái nhà. Lát nó có về á, con nói nó bắt thang lên lấy xuống cho má nghe. Má đi bán nè. Dạ, má đi đi. Trời ơi, đợi gì tên Kha. Leo trèo là nghề của mình mà. Để đi lấy cái thang đã. Cô đè lên mình tôi muốn nín thở luôn. Còn than thở gì nữa. Ai biểu người ta đang leo lên rồi lại thét lên làm ta giật mình à. Ui da
đâu bao giờ. Quỷ sứ, chân cô có sao không? Hả? Nữa, nữa, nữa. Lần nào gặp anh là tôi bị tai nạn à? Ê, mà hễ tôi bị là anh kiếm chuyện nắm chân tôi hả? Phải không? Nè, 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 cô đừng có nghĩ bậy nha. Tại cô rên rỉ nghe sốt ruột quá à. Nên tôi muốn xem cô bị thương ra sao. Bộ cái mặt của tôi có vẻ bất lương lắm sao mà cô cứ nghĩ quấy cho tôi hoài vậy? Bà sợ thiệt hả? Thiệt đó. Cô là con gái mà. Dù chân cẳng có gì tôi sẽ ân hận lắm đó. Bộ sợ tôi xí gạt anh cái lần trước hay ạ? Lần trước là tại vì mình chưa quen biết. Chứ bây giờ thì... Giờ sao? Bây giờ thì quen quá rồi. Tôi còn sợ gì nữa không biết nữa. Giả lại tôi sao? Thấy cô vui tánh nè, thật thà nè. Đâu phải là người chuyên đi lừa gạt đâu mà tôi sợ. Sao? Hả? Hồi đó tới giờ tôi chưa nghe một người con trai nào nói với tôi như vậy hết á. Anh là người đầu tiên á nha. Hồi đó tới giờ tôi cũng chưa nói với một người con gái nào như vậy hết á. Cô là người đầu tiên đó nghe. Thầy câu dạ. Mà sao ạ? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà từ lúc cô lái xe đụng vào tôi á cho tới bây giờ thì gương mặt của cô tôi không thể nào quên được. Cũng từ đó cứ đêm xuống tôi mơ màng lưu luyến trong tâm hồn, nằm ôm niềm cô đơn và nghe nhiều bâng khuâng. Ai biết ai bây giờ chờ dẫn dương người ơi. Nói thiệt với anh lắng nghe, hồi đó tới giờ á, hễ gặp tụi con trai nó cười cợt lả lơi á, là tôi phùng mang trợn mắt với những lời đanh đá. Vậy á mà mỗi lần gặp anh kỳ tôi bỗng thấy hơi là lạ. Lạ sao? Tôi cũng hét cũng la nè, nhưng mà tại sao anh cứ đối đãi với tôi đầm thắm ân cần? Sao? Bậy thế nào mà cô cười hoài vậy hả? Cô nói tôi nghe coi. Có gì đâu. Thấy anh đeo cặp kính cận cái tôi nghĩ anh khờ. Chừng nghĩ lại, bác sĩ mà khờ chắc bệnh nhân mà chết hết. Vậy tôi cười có gì đâu. Vậy cô cười à? Tôi nói thiệt với cô nghe, khờ thì cũng có 5-7 cái khờ chứ cô. Người thân của tôi cũng chê tôi khờ. Mà khờ nhất là những khi tôi đối diện với đàn bà con gái. Ủa sao kỳ vậy? Cô biết làm sao không? Tại bản tánh của tôi vậy mà. Nên mỗi lần gặp cô nhận thấy tôi khờ cũng phải. Muốn nói lại thôi cứ ngập ngừng e ngại, để rồi đêm đêm
Vậy là cô cũng muốn tôi nói ra nữa hả? Thì anh cứ nói ra hết đi, để chi nó nặng bụng. Vậy thì tôi nói nghe. Trời ơi, nói đi, làm gì hồi hộp vậy? Anh quá. Làm giống như mấy cách tỏ tình trong video quá. Bộ anh muốn tỏ tình tôi hả? Ủa, sao cô biết vậy? Hả? Biết gì? Thì biết là tôi muốn tỏ tình với cô đó. Hả? Ý, anh muốn nói là... Tôi muốn nói là tôi đã để ý thương cô. Thương tôi? Ừ. Ê trời, má hai ơi. Hả vậy? Má hai. Cô làm, cô làm gì vậy? Sao tự nhiên kêu má hai làm gì vậy? Tôi đi về. Cô lạnh, cô chạy đâu vậy cô lạnh? Trời như không thức dậy, rồi một ngày không có em là dòng sông nước quên trôi, và một ngày anh thiếu em là một ngày dài đến vô tận. Tranh của cậu buồn quá, cảnh vật điều hiu với bầu trời ảm đạm. Tại sao cậu không cho một ít màu hồng ở đường chân trời, một ít màu xanh tươi ở trên nước sông, cây lá? Như vậy thì bức tranh của cậu sẽ có sức sống hơn. Sức sống của tôi không thể hiện qua màu sắc. Xin lỗi, tôi chưa hân hạnh được biết ông. Nhưng tôi thì lại biết rất rõ về cậu. Cậu Kha, xin lỗi đã làm cậu khó chịu vì sự rào đoán của tôi. Bây giờ tôi xin giới thiệu, tôi tên Thành, là cha ruột của Kiều Thu. Nói vậy, bác đây là cha ruột của Kiều Thu. Dạ, dì chưa biết. Nếu con có thất lễ điều gì, mong bác thông cảm bỏ qua cho. Không, tôi đến đây không phải để bắt lỗi cậu, mà tôi muốn cùng cậu trao đổi thẳng thắn với nhau một vấn đề. Về chuyện của con với Kiều Thu. Phải. Và xin cậu hiểu cho một điều là tôi không dùng tư cách một kẻ giàu để nói chuyện với một người nghèo, mà tôi muốn trao đổi một cách thẳng thắn và bình đẳng. Dạ, con hiểu. Xin bác cứ dạy. Tôi không hoài nghi tình yêu của cậu dành cho Kiều Thu đâu. Và tôi cũng biết rằng con gái của tôi đã chủ động đeo đuổi cậu, nhưng nó đặt tôi vào một tình cảnh vô cùng khó xử. Vì trong mấy năm nay, nó đã đem tình yêu dâng tặng một người và hứa hẹn cùng nhau chung sống trọn đời. Gia đình nãy với tôi là thâm giao bè bạn, đều đã thuận lòng cho chúng nó thành hôn. Thế mà gần đây nó đổi thay đột ngột, mà đổi thay kia không thể nào chấp nhận vì ảnh hưởng vô cùng đến danh dự của tôi. Thưa bác, chính con cũng vô cùng đột ngột vì chuyện đó, thật tình con chưa biết được. Nhưng nếu Kiều Thu không còn yêu thương nữa thì nên nói rõ ràng cho khỏi lụy phiền nhau. Không, ở đời không nên đem danh dự bông đùa, nhất là một gia đình danh giá cũng như tôi. Tôi nói một
một lần thôi và không thể thay lời. Cậu nên dứt tình đoạn nghĩa với con tôi. Thưa bác, nếu như Kiều Thu đã có mấy năm dài để đắn đo lựa chọn, con nghĩ bác cũng nên tôn trọng quyết định của Kiều Thu. Chấp nhận cho nó chấm dứt mối quan hệ sau 5 năm tìm hiểu. Để tôn trọng một quyết định vội vàng chỉ mấy tháng làm quen. Cậu đánh giá con người tôi thế nào vậy hả cậu? Thưa bác, cậu không cần nói nữa. Quyết định của tôi chính là quyết định cuối cùng. Và con Kiều Thu nó phải vì danh giá gia đình, vì danh dự của tôi, và trên hết là nó phải vì chữ hiếu. Bác ơi, tuy chỉ vài tháng quen nhau, nhưng với cuộc đời con thì Kiều Thu là hơi thở. Xin đừng gieo cảnh ly tan cho cuộc tình gian dở, cho mỗi đứa mỗi nơi tan vỡ mộng ban đầu. Nhận điều đó cũng có nghĩa là tôi chấp nhận cho nó dẫm bừa lên danh dự của tôi. Vấn đề là ở chỗ đó, tôi không hề muốn ép buộc duyên con. Nhưng mối tình này là do nó chọn, và cũng chính nó hứa hẹn với người ta. Nhưng chuyện nó làm thì nó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thưa bác, nếu như cần quy trách nhiệm cho Kiều Thu thì trách nhiệm với chính bản thân mình mới là điều cao nhất. Khi biết mối tình kia không đem về hạnh phúc, mà trọn một đời phải ân hận khổ đau, thì tại sao con người phải xuôi tai nhắm mắt cho dâu bể tan thương vùi dập suốt cuộc đời. Đối với những bậc làm cha làm mẹ, cô vui gì trước nghịch cảnh của đời con. Rồi những gì hôm nay bác cho là danh dự sẽ như sương khói mơ hồ tan biến ở đầu non. Lý luận của những kẻ yêu đương mù quáng, nhưng mà không sao. Tôi đã nói cuộc trao đổi này tôi không hề muốn dùng thế lực. Cậu hãy cho tôi biết nè, tình yêu của cậu sẽ mang đến cho con gái tôi được những gì? Những gì chúng con có được sau này phải do cả hai người chung lòng tạo dựng bác à. Cậu tin rằng con Kiều Thu nó ý thức được điều đó sao? Nó là đứa con gái sang giàu và nhan sắc. Nó quen được nuông chiều và được người ta cung phụng. Liệu đồng cam cộng khổ với cậu được bao lâu? Đó là một Kiều Thu trước ngày con quen biết. Còn Kiều Thu bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, bác có biết không? Tôi biết, nó đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng nó thay đổi là vì chưa biết được rằng cậu là một kẻ vô cùng ích kỷ. Thưa bác, hơn ai hết, chính cậu biết rằng sau ca phẫu thuật đó thì hy vọng sống của cậu rất là mong manh. Và nếu như cậu còn sống được thì cũng không còn đủ trí thông minh để hòa nhập với những con người bình thường trong xã hội. Vậy thì cậu trói buộc nó làm cái gì? Cuộc đời của nó sẽ ra sao khi nó phải cưu mang một kẻ gần như là tàn phế vậy? Bác, Xin lỗi vì tôi đã chạm đến nỗi đau của cậu. Nếu như cậu thật sự yêu mến Kiều Thu thì cậu nên tránh cho nó khỏi phải gặp cái cảnh bẻ bàng ngang trái chứ. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi mong cậu nên vì tương lai hạnh phúc của Kiều Thu mà có một quyết định cho thật là sáng suốt.
chào cậu. Tàn phế. Tàn phế. Nếu như tôi được sống còn thì sự sống ấy cũng u buồn ảm đạm như thế này sao? Kiều Thu ơi, rồi lúc đó cuộc đời em sẽ ra sao? Một mảnh khăn tang của người quá phụ, hay một chuỗi ngày lê thê bên cạnh một phế nhân? Bà em nói đúng, em là cô gái mù quáng vì yêu, còn anh là một kẻ tham lam ích kỷ. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao tôi lại để cho tình yêu làm rung động trái tim mình, trong khi trước đó tôi đã từng xa lánh? Tại sao? Tại sao tôi lại dùng toàn những màu sắc âm u ảm đạm? Tôi đang để lại những gì cho cuộc đời này và cho những người thân? Kiều Thu. Dạ. Con định đi đâu đó? Dạ dạ con đi. Đi đâu? Con đi. Dạ. Đi đâu? Dạ con đi kiếm con Lành. Dạ con biểu nó đi mua đồ cho con từ sáng giờ mà con không thấy nó về. Con không biết nó đi đâu nữa. Con muốn tìm nó thì để ba chỉ chỗ cho. Ủa? Ba biết nó ở đâu hả ba? Biết chứ. Hiện giờ nó đang ở nhà thằng họa sĩ. Nó lui tới đó lâu rồi, bộ cô không biết sao con? Ba cho người theo dõi con à? Ba tìm hiểu chứ không phải theo dõi. Vì con là con gái của ba mà. Kiểm soát con cái là trách nhiệm của những bậc làm cha làm mẹ. Bấy lâu nay vì thương con mà ba nuông chiều lơi lỏng. Bởi thế cho nên con quá đổi tự do. Gây cho ba biết bao chuyện phiền hà. Mọi lầm lỗi thuộc về ba đây, đã không biết quan tâm. Kể từ bây giờ mọi điều liên hệ của con với bên ngoài, ba cần phải biết để hiểu rành thật hư dẫn dắt con đi. Ba cần chi phải đặt điều nguyện tạo, chỉ có ba với con thì nên nói thẳng là hơn. Ba muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con, hay nói đúng hơn là ba muốn cấm ngăn con. Nếu con nói như vậy thì ba không cần che đậy. Hãy chấm dứt ngay đi mối tình si dại, để tránh điều tai hại cho con. Nếu ba không có lý lẽ nào khác để thuyết phục con, thì con xin ba đừng có phí sức nữa. Bây giờ con đã lớn khôn rồi, ba hãy cho phép con tự quyết định lấy hạnh phúc của đời mình, được không ba? Hạnh phúc? Trước mặt nó là một viễn ảnh tối tăm. Con chờ đợi gì ở một kẻ không có ngày mai như nó chứ? Một con người có nghị lực niềm tin như ảnh, con tin là ảnh sẽ vượt qua. Con tin là số phận sẽ không khắc nghiệt đối với một con người như ảnh. Và nếu như sau này có xảy ra điều mà ba vừa nói, thì con cũng vui lòng chấp nhận mà không hề hối hận ăn năn cho những gì con đã chọn hôm nay. Nếu như nghịch cảnh có an bài cho đời anh, ba viện cớ thôi. Chứ nếu như má con còn sống, má sẽ không xử sự như ba đâu.
Má không bao giờ làm cho con khổ đâu. Kiều Thu à, con hãy nghe lời ba đi. Nếu như con... Dạ, chào bác, con mới đến. Trùng đến chơi đó hả con? Kiều Thu, hôm nay không có đi chơi sao mà mặt mày ủ ê vậy? Chuyện này anh biết rõ hơn mà còn hỏi gì nữa. Kiều Thu, ăn nói với anh phải lựa lời chứ. Con gái lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo như là con nít vậy hả? Dạ không sao đâu bác, bị có mặt của con làm cho Kiều Thu bực mình thôi mà. Nhưng mà Thu an tâm đi, hôm nay anh đến đây là để giả từ bác, chào tạm biệt Kiều Thu. Ngày mai anh phải trở về Úc rồi. Ủa sao vậy con? Có phải gia đình bác làm cho con buồn cho nên con mới định quay về sớm hơn không con? Dạ không. À, hai hôm trước ba con có đánh điện qua báo tin là má của con bệnh rất nặng nên con phải quay trở về gấp. Bệnh của má con trở nặng không lẽ... Xin bác an tâm, má cháu sẽ không sao. Có điều là cứ mỗi lần bệnh như vậy là má con rất cần có con ở bên cạnh. Khi nào má con khỏe đó, con sẽ trở về đây thăm bác. Nghe vậy bác cũng đỡ lo. Thôi con ở đây nói chuyện với em nha. Chừng nào về á, nhớ ghé qua phòng bác nha, để bác nhắn lời hỏi thăm đến ba má con nha. Bác dạ. Đi à. Dạ, cảm ơn bác. Em cũng nhờ anh chuyển lời hỏi thăm hai bác. Cảm ơn Kiều Thu. Mai anh đi rồi. Anh có cần em đưa tiễn không? Không cần đâu em. Vì có những cuộc tiễn đưa chỉ làm cho kẻ ra đi thêm ngậm ngùi chua xót, nên thà để cho một mình anh giá biệt ấm mà thầm với hành trang ân tình kiểu nặng chìm trong mây gió mịt mù, để rồi khi ngài quay trở lại không còn là ngọn gió cuối đông đã thổi vào tim anh những lạnh lùng băng giá, thì em sẽ giang tay góp nhặt từng xác lá rồi nhóm lửa tình yêu cho ấm lại trái tim hồng. Cảm chân thành mà em có thể trao anh, để cho khung trời kỷ niệm mãi còn xanh, để bờ môi cũ nụ cười không phai hứa, để mai đây anh về thăm lần nữa em sẽ mừng vui chờ đón. Chờ đợi sự thay đổi của hoàn cảnh thì em có cho rằng anh ích kỷ lắm không? Không, anh có quyền, nhưng em chỉ sợ anh làm mất thời gian vô ích. Thu ơi, thà anh mãi đợi chờ trong băng giá mà còn chút niềm tin và hy vọng âm thầm, trời đẹp giọng hướng tâm tư và mỗi độ thu về sau xác lá thu rơi, anh còn thấy đất trời đang cùng anh nhắc nhở một cái tên mà trọn đời anh thương nhớ, cái tên vĩnh hằng trong tâm não của nhân gian. Đợi chờ chi bước thu sang rồi khi đông cầu đò ngang lỡ chuyến cho mộng đầu nhớ
Kiều Thu à, anh cảm ơn em vẫn còn quan tâm đến anh. Mai anh đi, nhưng tất cả rồi vẫn còn giữ nguyên trong tâm tưởng. Ngày nào Thu chưa thuộc về kẻ khác, xin Thu nhớ rằng vẫn còn có một người luôn chờ đợi Kiều. Bây giờ anh xin phép phải lên gặp bác. Anh chào tạm biệt Thu nha. Kiều Thu. Anh Kha. Trời ơi, sao anh dám tới đây vậy? Bữa nay ba em có ở nhà đó, anh về đi. Anh biết, vì vậy anh mới đến đây để gặp em. Và nếu cần để gặp luôn ba em nữa. Anh gặp ba em để làm gì? Để làm sáng tỏ một vấn đề mà lâu nay đã gây ngộ nhận cho những người trong cuộc. Anh đang nói gì mà em không có hiểu? Lâu nay chúng ta rất tâm đầu ý hợp. Anh giúp em tìm ra ý nghĩa thiêng liêng của sự sống. Em giúp anh cháy bừng lên ngọn lửa tình yêu. Mình đã gần gũi gắn bó, đã cùng nhau chia sẻ những niềm vui. Và trong tất cả những gì em mang đến cho anh, dường như có phảng phất hương vị tình yêu trong đó. Anh Kha, sao lại dường như? Em yêu anh thật sự mà. Nhưng anh thì lại không hề có yêu em. Tuấn Kha, anh bảo sao? Anh không hề yêu em. Không, anh nói dối. Anh đang đùa cợt với em phải không? Hả? Kiều Thu ơi, tình yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng cao quý. Ta không có quyền đem ra đùa cợt lả lơi. Vì vậy cho nên anh muốn ân cần thổ lộ tâm tư, để giúp cho Kiều Thu đừng sai đường lạc lối. Rồi chịu cùng anh trọn đời chung sống, phải không anh? Anh nói đi có phải không? Em nghe rõ đây, người đó không phải là em. Gì? Người đó là ai? Là em Lành. Chính anh với Lành mới là hai kẻ đang yêu nhau tha thiết, thề sống bên nhau và không thể xa nhau. Lành? Là em Lành. Đây, anh có mang theo vật chứng minh. Thư của Lành viết cho anh. Chữ K viết tắt là tên anh, chữ L viết tắt là tên của Lành. Và người chị khó tánh mang hai chữ KT chính là tên Kiều Thu của em đó.
Đó là chữ viết của Lành, chắc cũng không xa lạ với em đâu. Vậy là từ bấy lâu nay anh lừa dối tôi, anh đùa cợt với tình yêu chân thật của tôi. Trong khi tôi đã xem anh, tôi từng xem anh như là thần tượng của tôi. Anh bảo tôi phải nết na, phải đầm thắm, tôi không dám cười, không dám ăn nói ngang tàng. Anh biểu tôi phải biết nội trợ tề gia, tôi đã vừa học vừa làm đến quên ăn mất ngủ. Tôi làm tất cả là vì anh mà, vì tình yêu của tôi đối với anh. Vậy mà tại sao anh nỡ lòng đối xử với tôi như vậy chứ? Trời ơi, anh tới đây mà làm em kiếm muốn chết hả? Má biểu em nói với anh đó là... Còn cô nữa. Hả? Tôi đã thương cô như chị em ruột thịt, vậy mà cô đi giành giật tình yêu của tôi. Hả? Đó là cách mà cô dùng để trả ơn tôi đó phải không? Hả? Chị Thu à, em cô, nói... Cô im đi. Các người đừng nói gì hết. Các người hãy đi hết đi. Đi hết đi. Chị Thu, từ nay tôi không còn muốn gặp mặt các người nữa. Đi đi, đi hết đi. Chị Thu. Anh Kha, thế này là thế nào vậy? Em yếu dớt hả? Mày không hiểu thì ai hiểu? Mày là một kẻ xấu xa đê tiện. Hả? Kể từ ngày hôm nay nhà tao cấm mày không đặt chân tới nhà này nữa. Ủa mà đi sao? Đi, mày là quân phản quốc. Ông chủ, tung đi. Tờ giấy này, anh Kha, thì ra anh, chính anh bảo sẽ đọc cho tôi viết một đoạn văn này, rồi anh dùng nó đi mà. Trời ơi, tại sao anh làm như vậy chứ? Tại sao anh làm khổ chị Kiều Thu? Sao lại để tôi mang tiếng là kẻ này giành giật tình yêu của người ta? Tôi lại là quân phản quốc. Anh hại tôi rồi, anh Kha ơi. Chết tôi rồi. Alo, tôi nghe đây. Chị Thu à, em là Lành nè. Chị đừng cúp máy nghe, em muốn báo cho chị biết là... Trơ trẽn. Cửa không có khóa, vô đi. Chị Kiều Thu. Ủa Hằng, chị trông em quá chừng à. Em đi đâu mà chị nhắn gần nửa tháng nay mà bây giờ mới thấy tới? Ừ, chị à, hôm rày em phải về thăm bà nội. Vừa lên tới, nghe má em nói lại, em vội đến đây liền với chị nè. Chị Thu à, sao lại có chuyện khó hiểu này vậy hả chị? Có gì đâu mà khó hiểu. Họ yêu nhau thì họ tìm đến với nhau. Chỉ có điều là... tại sao lại là nó? Tại sao lại là một đứa ở? Mà không là một cô gái cao sang nào khác? Chẳng lẽ chị không thể sánh bằng một con ở dốt nát hay sao? Chị Thu à, chuyện tình yêu khó nói lắm chị Thu à. Mà cũng chẳng có gì để nói. Yêu thương và phản bội, gặp gỡ và chia tay, tất cả cũng chỉ là đáp số sau cùng của một bài toán thông thường trong cuộc sống. Dù sao thì chị cũng cảm ơn họ, vì hôn nhân chưa có ràng buộc thì sự thật cũng đỡ phũ phàng phải không em? Chị Thu à, chị hãy trút bỏ cái vỏ bọc cứng rắn bên ngoài của chị đi. Chị đừng để sự bướng bỉnh dẫn dắt chị đi sai đường lạc lối. Vì em biết trái tim của chị vô cùng mềm yếu. Nó đang thổn thức từng giờ trong máu lệ đau thương. Bởi vết hằn sâu thẳm chốn tâm tư. Phần má
càng sâu thì ngọn sóng bạc đầu càng cao chất ngất. Cũng như tình yêu càng mặn nồng tha thiết thì càng thấy thấm sâu niềm hân hoan trong nào đó. Em cũng phải hiểu rằng thà làm vợ của kẻ yêu mình để còn hy vọng thời gian cho mình hạnh phúc, còn hơn là đeo đuổi kẻ mình yêu để rồi suốt cuộc đời cứ chịu cảnh đau thương. Chị thôi, nhưng quyết định của chị làm cho em vô cùng sợ hãi, sợ rằng Thu chạy trốn điều bất hạnh thì lại xa vào mình hốt hận, thèm khát được quay về sống lại tuổi thanh xuân thì tất cả chỉ còn là hối tiếc lối về xưa rêu phú hoang tàn. Ai đem giống tố phú phàng làm cho sụp đổ thiên đàng tuổi xanh, gieo neo nơi gốc bể ven gành tình tôi đã thế thôi đành thế thôi. Chị Thu, có nghĩa là chị vẫn quyết định đi? Ngày mai chị sẽ theo chồng. Có yêu hay không, ở gần hay xa thì cũng là một lần xuất giá. Cảm ơn em đã có lời khuyên nhủ. Chị giờ thì chỉ có Hằng là bạn gái thân thương nhất. Ở phương trời xa, chị sẽ cầu nguyện ơn trên ban hạnh phúc cho Hằng. Em thì em không tin vào định mệnh, nhưng có lẽ đây là định mệnh. Nếu như Tu đã quyết định thì em cũng không biết nói gì hơn. Sáng mai em sẽ tiễn Thu ra phi trường và luôn cầu nguyện cho chị sớm nguôi niềm đau cũ. Em sẽ nhớ chị nhiều lắm. Chị Thu, chị nhớ về thăm em nghe chị Thu. Ừ. Bích Hằng, Kiều Thu, chị. Trên cành chiếc lá cuối cùng đã rơi, rồi từng cơn gió mùa đông sẽ mưa, chim đã bay xa cành trơ thân gầy. Thế là anh hỡi mình xa nhau rồi. Mùa giá
Dạ, dạ mời quý khách cứ tham quan. Số lượng tranh rất là phong phú, đề tài cũng rất là phong phú. Quý khách cứ chọn bức tranh nào mình ưng ý nhất, phòng tranh của chúng tôi sẽ giao tranh đến tận nhà, hoàn toàn không tính thêm chi phí nào hết. Dù chỉ là một họa sĩ nghiệp dư, nhưng với tấm lòng nhân hậu, họa sĩ Hoài Thu mở cuộc triển lãm tranh này, mục đích là để làm việc từ thiện. Tất cả số tiền bán tranh này sẽ đem trợ giúp cho những người nghèo khó, bệnh tật. Mong quý vị hãy cùng với họa sĩ mang lại chút tình người ấm áp cho những mảnh đời bất hạnh. Dạ, mời quý khách cứ tham quan. Nói nghe nè. Vậy? Nhanh đi. Trời, em đang làm việc mà. Thì anh biết là em đang làm việc, nhưng mà mục đích cuộc triển lãm tranh đã được ghi khá rõ ràng ngoài cửa rồi. Thế ai bước vô phòng tranh này á thì họ cũng đã đọc ở ngoài kia, cần gì em phải tía lìa. Mấy ngày nay tay bằng miệng, miệng bằng tay, em không biết mệt nhưng mà anh nóng ruột. Thôi đi kiếm chỗ mà ngồi, cứ mỉm cười là được rồi. Ai đi bán mà không cần sao, rủi mà bán ế thì sao. Người ta có nhiều tâm huyết ra, thật đẹp để làm việc thiện, mình chỉ đứng sau hàng, chẳng lẽ làm không tròn. Trời ơi, chuyển lãm tranh khác, bán hàng khác. Nè, em làm ơn giữ gìn sức khỏe giùm anh đi. Sắp... sắp gì? Sắp đám cưới rồi. Quý. Nè, có gì là anh không cưới em đâu à nghe. Trời, anh làm em sợ quá hà. Thôi, anh năn nỉ đó, em đừng làm cho anh lo nữa mà. Thôi, được rồi, ông bác sĩ khó tính ơi. Em sẽ nói ít lại, chịu chưa? Nói ít, mà ít nói nữa kìa. Chứ nói ít mà em cứ lặp đi lặp lại suốt ngày cũng như không à. Anh nói em rồi ai nói anh? Cứ lằn nhằn da như đĩa à. Thôi đi làm đi, em không có tranh cãi với anh nữa đâu. Nhớ nghe, anh về bất ngờ mà nghe em tí lia nữa là anh giận đó à. Biết rồi, nói hoài à. Anh đi nghe. Đi đi. Ai biết thương cho dữ rồi lo. Thưa cô, tôi muốn hỏi bức tranh đằng kia. Hả? Chị Thu. Đúng rồi, chị Kiều Thu đây mà. Chị xin lỗi, tôi nhớ hình như tôi không có quen cô. Mình đi đi anh. Chị Thu, chị còn giận em sao chị? Thu à, dù sao cũng là người thân thuộc, chào hỏi nhau vài câu đâu mất mát gì đâu em. Em thì nào có mất mát gì đâu, mà em chỉ sợ là sợ cho người ta kìa. 2 năm trước đã lỡ mang tiếng là quân phản phúc, giành giật tình yêu với cô chú của mình. Nhưng rồi chữ tình có giữ được đâu, rốt cuộc bể dâu cũng tạo cảnh chia lìa. Chuyện đã qua em đừng nên nhắc lại, đời người mấy ai không phạm phải sai lầm. Nhưng giờ đây anh Kha đã qua đời, nên để cho linh hồn người chết được bình yên. Anh Trú, anh vừa nói gì vậy? Ai bảo với anh đó là anh Kha đã qua đời? Thôi cô ơi, tôi không có muốn dông dài với một con người tôi xa lạ không quen. Lành ơi, em vô trong này giúp anh. Tuấn Kha. Tuấn Kha, anh còn sống mà. Ảnh còn sống, cuộc giải phẫu đã thành công, vì vậy cho nên mới có cuộc triển lãm tranh từ thiện này nè. Và anh Kha. Lành. Có mấy người khách nhờ chuyển tranh đến nhà riêng, em vô trong giúp anh lo chuyện đó đi em. Dạ, em đi nghe chị Thu. Anh Kha, vậy mà bác Thành viết thơ về báo tin cho chúng tôi biết là anh đã chết trong ca giải phẫu. Có lẽ bác ấy không muốn cho Kiều Thu còn vương vấn về tôi, để cuộc sống vợ chồng anh luôn được nhiều hạnh phúc. Âu đó cũng là điều tốt anh Trung à. Anh nói phải. Và tôi bước chân vào đây vì không biết đây là phòng tranh của anh. Nhưng không sao, dù là của anh đi nữa thì tôi vẫn mua, vì vợ chồng tôi cũng rất muốn làm việc thiện. Cảm ơn ông bà rất nhiều. Chẳng hay ông bà đã chọn được bức tranh nào chưa? Tôi đã chọn được rồi. Đó là bức chân dung vẽ dang dở ở đó đó. Nhiều người bảo với tôi rằng ông nhất định không bán, nhưng còn tôi thì tôi nhất định mua. Ông cứ ngã giá đi, bao nhiêu
cũng được, xin ông chớ ngại gì. Thu à, nếu như người ta đã không muốn bán thì em cũng đừng nên nài ép mà chi. Mình cứ chọn vài tấm khác đi em. Em quyết định rồi, phải mua bức tranh kia, và người mang nó đến nhà phải chính là ông. Tôi sẽ làm theo ý muốn của bà, nếu như điều đó làm cho bà được yên vui. Tôi vui lắm chứ. Đây, đây là địa chỉ của tôi, phiền ông mang nó đến sớm giùm cho, vì vợ chồng tôi sắp trở về bên Úc rồi đó. Dạ được, nội sáng mai tôi sẽ mang đến cho bà. Tốt, thôi mình về đi anh. Chào anh Kha, tôi về. Anh Kha, tại sao, tại sao cho đến giờ phút này anh vẫn tiếp tục lặng im? Tại sao anh không nói rõ nguồn cơn để cho tôi biết? Anh cứ phải mang danh là con người phản bội, trong khi anh là một người tình chung thủy, thà giữ hết đau thương và thua thiệt cho mình. Chồng và đang hạnh phúc, nói ra làm gì nữa, có ích lợi gì đâu. Sao anh biết chị Thu hạnh phúc? Em là con gái nên em hiểu. Chị vội vã lấy chồng vì hận sầu tuyệt vọng thì khó có thể nào mà chị hạnh phúc đâu anh Kha à. Lành ơi, nhưng dù sao họ đã có 2 năm dài chung sống, nhìn họ yêu thương đầm ấm anh đâu còn mơ gì. Lặng im cho tất cả được chôn vùi theo dĩ vãng. Tao ngộ hôm nay chỉ là cơn gió thoáng, vì khoảng cách giờ đây là vạn lý xa mờ. Anh không dám tự cho rằng mình đã hy sinh, mà tất cả sự sắp bài là do duyên nợ. Rồi thời gian trong tình nghĩa vợ chồng hạnh phúc mặn nồng sẽ đến với Kiều Thu. Em không đồng ý với anh đâu. 2 năm trước, nếu ông chủ không cấm em bước vô nhà, nếu chị Thu đừng cúp điện thoại mỗi khi nghe giọng nói của em á, thì em đã nói hết sự thật cho chị biết rồi. Em thấy không, đó cũng là duyên nợ. Nếu đã không gặp thì mỏi gói tìm cũng không gặp. Vài hôm nữa họ về Úc rồi, em hãy giúp anh, đừng khơi lại chuyện xưa nữa. Hãy để cho mọi người được yên với cuộc sống hiện tại của mình. Nhớ nghe em. Anh Kha, anh Kha. Dạ chào bà, tôi hẹn mang tranh tới cho bà đây. Ông đúng hẹn lắm. Tôi buộc đích thân họa sĩ mang tranh đến tận nhà. Sự đòi hỏi của tôi có quá đáng không ông? Thưa bà, vì công tác từ thiện, tôi không thể nể hà. Ông quả là một con người nhân hậu, nhưng tôi muốn ông cho tôi biết về hoàn cảnh ra đời của bức tranh. Ông vẽ nó trong trường hợp nào? Người ông vẽ là ai? Và tại sao bức tranh lại dở dang như vậy? Bà ơi, tôi đã vẽ nó từ trong nỗi nhớ. Giữa một chiều thu nức nở lá vàng rơi, người trong tranh là một nhân gian xa mờ.
mà tôi đã gặp vô tình khi lạc vào trong giấc mộng. Bất chợt ngoài yên tét gào cơn gió lòng tôi tính giấc mơ quang thì hình bóng cũng phai dần. Tôi cố tìm lại giấc chim bao không biết đã bao lần, nhưng hình bóng ấy không bao giờ trở lại để đợi chờ trong ngóng mai trong mơ. Tôi thì góp nhặt từng mảnh vụn xác xơ nằm dưỡng dài trong mịt mờ ký ức, rồi ghép vào tranh những gì cao đẹp nhất nên bức tranh kia dang dở chẳng nên hình. Thói thường khi người ta thật sự yêu mến thứ gì thì dù chỉ gặp một lần nó cũng làm cho người ta nhớ mãi. Nếu như ông không nhớ được người trong giấc mộng, chắc có lẽ là ông không thật sự yêu quý nó, có phải không? Thưa bà, xúc cảm bên trong của mỗi con người thì kẻ khác làm sao hiểu được. Nhưng mà tôi thì tôi rất hiểu. Tôi hiểu nó từ trong đắng cay của cuộc sống. Vì đã có một lần mình tôi nuốt vào lòng từng giọt đắng trên môi. Khi tất cả xa rồi theo kỷ niệm, một năm mồ hoang tôi đem tình chôn liếm, chia sẻ cùng tôi chỉ có tiếng chuông buồn. Trong cơn chớp bể mưa nguồn, bèo mây tan tác ai buồn cách nẻo trần ai, thương hận bây giờ cũng giản lý tình xa. Ông nói đúng, và tôi mua cho được bức tranh này là cũng để thiêu cháy nó đi. Tôi không muốn lưu giữ một chút gì làm cho tôi thù hận. Nếu là người khác thì tôi sẽ bảo vệ bức tranh đến cùng, nhưng với bà tôi chấp nhận, vì bà có lý do chính đáng. Chiều hôm qua phòng tranh đã nhận được chi phiếu của vợ chồng bà. Cảm ơn ông bà đã bỏ ra một số tiền lớn để làm việc thiện. Xin chào bà. Khoan đã, tôi có một đòi hỏi sau cùng. Bà cứ nói, nếu như khả năng của tôi giúp được. Dễ dàng thôi. Tôi muốn ông ở lại đây thêm giây lát để chứng kiến tôi đốt bức tranh này thành tro bụi. Kiều Thu, ông đau lòng lắm sao? Theo tôi biết, ông đã từng ruồng bỏ nó, từng phủ phàng tàn nhẫn với nó. Với ông, nó có quý giá gì đâu mà ông đau, ông tiếc. Ông đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Tôi muốn tự tay tôi đốt nó trước mặt của ông. Đừng mà Kiều Thu. Ông đừng cản tôi. Chị Thu, đừng, chị Thu ơi, chị Thu. Kiều Thu ơi, đừng quỷ hoài một công lao mà anh ấy đã tạo nên bằng của con tim nghẹn ngào thổn thức. Nếu đã hai năm mà lụy tình chưa dứt thì xin giữ cho nguyên từng kỷ niệm bụi ban đầu. Hoàng Lành, sao hai người cũng đến đây? Sự thật về hai năm trước dạng tình trong câu chuyện của anh. Kiều Thu ơi, chính ba em đã tìm gặp Tuấn Kha, khơi dậy nỗi đau của một con người bất hạnh. Vì muốn cho em được vuông tròn hạnh phúc mà cam chịu tim quan làm một kẻ vong tình. Đọc cho em biết một đoạn
đoạn văn rồi đem nó đi gạt chị. Chứ thật tình em không hề chiếm đoạt. Anh Kha vẫn âm thầm khổ đau vì yêu chị. Còn em với anh Hoàng sắp cử hành hôn lễ với nhau mà. Kiều Thu, Kiều Thu ơi, hai năm trước khi Thu lên quy cơ lìa xa xứ sở, cũng là lúc Kha đương đầu với trăm vạn hiểm nguy. Tôi thầm cảm phục một con người dũng cảm, nhưng tôi cũng vô cùng chua xót cho một nỗi đau, vì không còn có Kiều Thu bên cạnh an ủi cho Kha trong giờ phút nguy nan. Các bạn ơi đừng nhắc nhở nữa làm gì, để cho một tình yêu được êm đềm say trong giấc ngủ. Thấy em được hạnh phúc bên chồng, tôi cũng nghe lòng vơi nhẹ bớt niềm đau. Anh Kha, anh biết không, ngày nhận được thư báo tin anh chết, Kiều Thu đã khóc thật nhiều. Mặc dù Thu rất hận anh, điều đó cho tôi thấy vị trí của anh trong lòng Kiều Thu không thể có một ai thay thế được. Đừng nói vậy anh Trung, anh hiểu được tôi mà không giận là tôi mừng lắm rồi. Bây giờ anh với Kiều Thu đã nên nghĩa vợ chồng. Tôi tin rằng một con người có tấm lòng như anh sẽ đem đến cho Kiều Thu hạnh phúc. Anh lầm rồi. Thật sự chúng tôi chưa cử hành hôn lễ và cũng chưa từng có cuộc sống vợ chồng. Hả? Anh nói sao? Em theo anh Trung sang bên ấy thì má anh cũng vừa qua đời. Phần tình cảm của em chưa ổn định, phần anh Trung phải thọ tang, nên anh đã đồng ý với em là sau 3 năm mới cử hành hôn lễ. Bây giờ thì không có chờ 3 năm nữa. Anh Kha, Kiều Thu, trời sinh ra hai bạn là để dành cho nhau. Tôi không muốn phạm phải sai lầm của bác Thành. Tôi không muốn phá tan đi một mối tình cao đẹp. Hai bạn hãy đến với nhau, hãy quên đi những muộn phiền trong dĩ vãng, hãy nắm tay diều dắt nhau trọn quãng đường đời. Anh Trung nè, hãy để Kha vẽ trọn bức chân dung của người tình muôn thuở, bức vinh hoài thua của anh ấy đầy ý nghĩa. Hãy giữ lấy nó cho mãi mãi sau này. Ngày hai bạn thành hôn đó hả, tôi sẽ về uống ly rượu mừng để chúc hai bạn trọn đời hạnh phúc. Và chúc mừng tụi em nữa phải không Trung? Tôi và Lành sẽ tổ chức hôn lễ chung một ngày với Tuấn Kha và Kiều Thu đó. Vậy hả? À, vậy là tôi sẽ chúc mừng luôn cả hai bạn nữa. Hoan hô anh Trung. Anh Trung, cảm ơn anh. Đừng để ý chuyện đó, hãy lo cho người tình vạn lý của anh kìa. Coi chừng cổ bay nữa thì anh khóc đó nghe chưa. Kiều Thu, Tuấn Kha. Trở về cho lá bay bay.